Mình sẽ mở thử cái nắp này để coi thử nó chín chưa các bạn. Ui sao các bạn ơi, ốc chín rồi. Wow. Rồi, đó mình để đây nè. Nóng rồi các bạn ơi, nóng hết. Rồi mình về đây mình ăn cho mát nha. Còn nhớ tao gì quên rồi. Bị điên hết thôi. Mấy bay bị điên quá. Tính nó coi. Mày nhớ. Hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu của Sinh nha. Và các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ dành tặng cho các bạn thêm một cái món ăn, đó là cái món ốc luộc, ốc bi với các bạn. Đây gọi là ốc Phật Chăn các bạn. Đó, các bạn lên mạng coi đây, đây là ốc Phật Chăn nha. Bây giờ mình sẽ đem đi ngâm và mình sẽ cho nó ra bớt cái chất dơ các bạn, cặn bã của nó đó. Thì để cho nó bớt đi rồi cỡ một tiếng sau mình sẽ luộc nha. Ngon lắm đây. Đó, bạn thấy không? Đây là ốc Phật Chăn nè. Đó. Nói chung cái ốc này là nó là gọi là ốc bi. Đó, ở đảo mình gọi là ốc bi, còn ở trên mạng hoặc là những cái chỗ khác thì các bạn thường hay gọi là ốc Phật Chăn đúng không? Đó. Rồi. Còn đây là ốc nón nè các bạn. Ốc nón là thấy không? Nó giống như là một cái nón vậy đó. Đó. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đem đi ngâm nha. Rất là tuyệt vời, các bạn ơi, ngon lắm đây. Rồi. Đây là muối Tây Ninh đó. Thì những bạn nào ở trên vùng sâu thì các bạn sẽ biết được đây là muối Tây Ninh các bạn. Muối này ngon lắm. Mình ăn chăn vô là chấm ốc với lại ăn xài ngon lắm. Mấy con hốt mà đâu có để ý nữa. Mình nhìn mình đá ra. Ủa quay đi con mang vô đường mắm sao đó. Thì sao đó. Con gà nữa. Con ngâm ha. Con bỏ mấy vô. Mấy ốc nhỏ này chụp ha. Cũng được. Ốc nhỏ này chứ ăn ngọt không á. Nhưng mà nó không có thịt, thịt nó sực đó. Ốc gai này nó con bắt. Ốc nhỏ này ăn ngọt lắm các bạn, nhưng mà có điều cho một nhiều thôi. Ngâm vòng vòng cỡ 1.5 tiếng nữa các bạn. Ốc nó sẽ tự động nhả ba đồ vô. Thank you.
lát nữa mình sẽ nặn chanh vô ăn với ốc. Ngon lắm á. Nếu ai mà có bầu á mà thấy được cái clip này, mình cũng xin lỗi các anh các chị các cô. Dạ. Nói chung là lâu lắm rồi mình mới ăn lại cái món ốc này nữa. Ngon lắm các bạn ơi. Hơn là có cái muối Tây Ninh của một người bạn dành tặng cho mình. Và mình lấy đây để mà mình ăn với ốc luộc. Rất là ngon nha. Các bạn ơi, bây giờ mình đã đem cái lò bự về để mà mình luộc con mấy con ốc hồi nãy mà mình nói với các bạn đó. Đây nè các bạn. Ủa cái lò bự ghê không? Mình sẽ luộc ốc bằng cái lò than này nha, để cho nó ngon và thơm. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ lên dĩa. Mình sẽ mở thử cái nắp này để coi thử nó chín chưa các bạn à. Ui sao các bạn ơi, ốc chín rồi. Wow. Ừ. Chút nữa mình sẽ đợi thêm chút xíu đây rồi cái đầu mình ăn các bạn. Ốc chín rồi đó. Để mình nấu tiếp cái nồi thứ hai các bạn ơi. Đó, đây là nồi thứ hai các bạn, tiếp tục. Bây giờ là mình sẽ thưởng thức cái món ốc bên đây. Và sau đó mình sẽ đợi các bạn chín luôn ha. Đó, bây giờ là mình bắt đầu thưởng thức món ốc các bạn ơi, quá trời ngon. Ốc luộc các bạn ơi. Yeah. Mình đã chuẩn bị cái muối nè. Đây là muối Tây Ninh. Nặng hơi nhiều. Nặng hơi nhiều chanh nên hơi đặc lại. Rồi, ông để đây nè. Nóng các bạn ơi, nóng hết. Dùng giờ đây mình ăn cho mát nha. Trời ơi. Xin đã luộc xong cái món ốc bi này rồi các bạn. Thì thường thường thì các bạn sẽ gọi là ốc mặt trăng hoặc là ốc cờ đúng không? Thì ở đảo mình nó thường hay gọi ốc này là ốc bi. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức cái món ốc này nha các bạn. Đó. Ốc này. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn thôi. Trời ơi, ngon đó các bạn ơi. Tỉnh mệt.
các bạn thấy không? Đó. Nói chung là mình ăn ốc là mình nên bỏ cái đít nữa các bạn. Bỏ cái ruột đi thì mình sẽ ngon hơn. Đó, bây giờ mình sẽ chấm vô cái muối Tây Ninh nè. Trời ơi. Cay lắm các bạn ơi, muối Tây Ninh đã cay rồi, mình muối Tây Ninh đã cay mình nó bôi này vô nó. Trời ơi. Các bạn đây là cái ruột của nó nè. Các bạn nhớ là phải bỏ cái ruột của nó nha. Nó cái khúc này cũng ăn được rồi, cái khúc vàng vàng anh ăn rất là ngon nha. Đó. Nhưng mà bạn nào bụng yếu thì đừng có nên ăn cái ruột này nha bạn, nó đau á, đau bụng nhanh nhanh. Các bạn thử ngon. Này các bạn này ngon lắm bạn. Còn thấy không? Để xíu đi con, để xíu đi. Trời ơi. Đã lắm các bạn ơi, ngon lắm. Quá thì quả bạn này ngon. Chung là cái độ cái ốc của nó dai dai ngon. Dục đại gì đâu mà. Không sao đâu con, dục đại gì. Nghe gì chưa? Đại con lên. Chưa bận tâm đâu rồi. Tại con nghe khác cậu. Ngày xưa ăn thịt chim á, mua mấy cái kim tay. Thì giờ có bận tâm nó khỏe không? Mà kim ăn cần gì tâm trời, ăn gì kim. Ăn cái lỡ gà lấy tâm đúng cái nước. Quá đã các bạn ơi, ngon lắm, tuyệt vời các bạn ơi. Không biết nói nó quá đâu chứ. Đầm tới đó. Lắm lắm lắm, không biết mua đâu. Tôm có tôm gì vậy? Tôm con nhà bá gì vậy? Chắc có tôm gì đó. Nó cũng... nói tôm hồn, ai biết đâu. Thì nói chung là cũng có loại tôm á, chắc là loại bự nữa. Nè các bạn ơi, thấy chưa, mình sẽ kéo cho bạn coi nha. Trời ơi. Đó, cái khúc này ngon nè các bạn ơi. Khúc này nó khúc này ngon lắm nha. Nhưng mà bạn nào bụng yếu thì đừng có nên ăn nha. Nó sẽ đau bụng quá. Đó, thì mình thấy khúc này là béo rất là ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Quá tuyệt vời. À, các bạn ơi, nếu mà các bạn nào mà có đi ra đảo hay là đi du lịch đó, thì các bạn nên thử cái món ốc mặt trăng này nha. Rất là ngon. Trời ơi. Rất là ngon bạn ơi. Nói chung là lần tới mình sẽ mua những con ốc bi á, bự hơn. Mình sẽ mua loại ốc bi bự hơn. Nó tầm cỡ hai con này nè bạn. Nó bự cỡ hai này nè. Thì mình sẽ đem đi luộc và sau đó mình sẽ bỏ mỡ hành vô mình nướng các bạn. Thì bây giờ là mùa này nó cũng hơi ít lắm. Nó cũng hơi ít. Lần sau mình sẽ cho các bạn thưởng thức cái món ốc bi nướng mỡ hành nha. Rất là ngon và thơm. Bây giờ mình sẽ mời các bạn chăng anh. Vừa ngon mà vừa đã. Mà các bạn ăn thì nhớ coi kỹ đắt nha. Cũng còn cát và cát. Thôi đưa qua cho mẹ em đi. Ừ. Mẹ em làm gì? Đừng biết gì. Thấy giống cái hộp bi không? Là nửa mặt trăng nè. Đã tôi kêu tát mày qua lấy đi chưa? Lấy. Giống như nó nửa cái trăng, giống như mặt trăng á. Đẹp không? Ông làm nấu gì cũng đó. Đẹp. Thấy không? Góc hôn giờ bạn đập gì nó sẽ ra. Nó ra không? Rồi lấy mình ăn. Có gì bạn cũng đâu biết lấy góc này ra sao đâu. Vậy đâu. Đục xong cái nồi thứ hai các bạn. Đó, nồi này nó ít hơn cái nồi đầu tiên. Đó. Đây là ốc nón nè các bạn. Mấy chín này nè. Mấy cái ớt này là do hồi nãy mình có ngâm á, bây giờ mình bỏ đây luôn. Các bạn thấy không? Bây giờ mình ăn không thử coi. Coi nó không cần phải chấm ớt nha. À, không cần mình chấm cái gì cái kia. Nó dai dai với lại cái thịt ốc của các bạn nó ngọt, tả nó các bạn ngon. Còn cái vỏ này á, là có nhiều bạn á, sẽ đem đi làm cái
cái cảnh đẹp hay là cái gì đó đem chứng các bạn. Ốc này du lịch tới bên mình á. Hay ra đây để mà họ là nhả bây giờ. Ốc quá ngon bạn. Người ta có ốc món này bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn thử cái mùi vị của ốc món này nha, nó ngon lắm bạn. Hơn là cái ốc nó chui ra được nhiều hơn, ngon. Chấm vô đây. Rồi bây giờ mình thưởng thức cái món, mời các bạn ăn cái món này các bạn, ngon quá. Trời ơi nó béo. Nói chung cái món ốc này nó béo hơn cái món ốc bi các bạn. Ngon. Tặng các bạn đi. Món đâu các bạn tới ăn đi. Nhắc xuống nhặt quá. Ơi mẹ con ăn vậy hả? Được chưa mà mày nói sao? Gọi. Tầm đầu tiên kia sao? Còn tao quên rồi. Đi đi. Mày bị điên quá. Đi cho coi. Mày nhớ không? Mình không thấy kẻ nữa. Các bạn ơi, nè ốc bi nè, nói chung là nó không bự thiệt nhưng mà cái loại nhỏ này rất là ngọt nha, ngọt thịt lắm bạn, ngon. Loại bự thì nó cũng ngọt nhưng mà nó cũng ít á, thì loại nhỏ này mình thấy là ngon các bạn. Đây là cái hộp bi của nó nè. Mình đã thưởng thức xong cái món ốc bi này rồi à, thì các bạn ơi, nói chung là mình đừng có ăn nhiều quá nó sẽ đau bụng á, tại vì đối với những bạn thì bụng nó yếu á thì đừng nên ăn nhiều quá không tốt nha các bạn. Thì thôi mình xin tạm dừng cái video ngay tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn đăng ký, subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh để càng ngày càng mạnh lên nha, để mình có động lực để mình quay tiếp các bạn. Thì thôi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video kế tiếp các bạn. Bye bye các bạn, xin chào các bạn. Giờ mình lên ốc nha, lên đây. Rồi đi các bạn. Dĩa thôi các bạn ơi. Đợi cho nó nguội xíu, bắt đầu là mình sẽ cho nó lên dĩa. Quá ngon bạn ơi. Quay được này không? Rồi, ngồi đây nè. Nóng các bạn ơi, nóng quá. Giờ đây mình ăn cho mát nha.